Hello anh em, hôm nay mình lên chỉ cho anh em một cái cách đánh kiếm tiền khá là hiệu quả ở trò bầu cua mini anh em nhé. Anh em vào mini này, anh em vào bầu cua mini anh em nhé. Thì chúng ta sẽ bật cầu đây anh em xem này. Điều đầu tiên mình sẽ nói qua là cái cách chơi thì mình đã hướng dẫn anh em rồi và mình thấy phần đa là anh em cũng biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đánh thôi. Cái cách đánh này là mình cũng đã đi review mà mình cũng kiếm tiền ok ở cái cạnh đánh này rồi. Thì đầu tiên anh em nhìn hộ mình ba cái cầu gần nhất nhé, ba cầu gần nhất không thấy cái con đấy xuất hiện, cái con mà anh em chú ý là có 6 con vật ở đây. Anh em nhìn ba cái tay gần nhất nó không về, anh em đánh cho mình, anh em chỉ đánh đến 2 con, còn nếu mà đến 3 con thì em chỉ chọn 1 trong 2. Còn khi mà nó về 1 trong 2 rồi, anh em đánh bạch thủ một con đấy cho mình thì cái cách này nó rất chỉ là ok. Bây giờ mình sẽ ví dụ luôn, bây giờ cứ cho là mình là đang có 15 triệu 800, cứ chọn cho 16 triệu, mình sẽ vào luôn. Mình sẽ vào bây giờ, anh em nhìn gần nhất, anh em phải nhìn nhanh nhá, vì là cái phiên này nó cũng nhanh thôi, nó không lâu đâu. Anh em mà chậm tay sẽ không kịp nhá. Bây giờ anh em nhìn nhanh, đó là vừa rồi tôm, cua, gà này, gà nai này, cua. Như vậy anh em nhìn rõ thấy là bầu chưa về này, bầu chưa về là một này, đánh 500 bầu này. Và nai mới về rồi, tôm mới về rồi, cá rồi, gà rồi. Ok, mình sẽ đánh bầu nhá, vì là gần nhất là có mỗi con bầu thôi anh em ạ. Còn nếu mà 2 con anh em đánh 2 con nhá. Ok, bầu chưa về, anh em nuôi bầu cho mình anh em nhá. Nuôi bầu cái cách nuôi như thế nào? Thì anh em nuôi cứ áp dụng anh em 500 mà 500 toa anh em đánh 1 triệu nhá. 1 triệu không được anh em phải đánh 2 triệu. Đấy thì mới gỡ được lại anh em nhá. Chơi cái này ví dụ anh em vốn bé thì anh em sẽ chia tiền bé ra để đánh như thế này thì anh em mới lãi được. Còn nếu mà anh em mà tiền bé mà anh em lại gấp như mình mà luôn ấy thì anh em sẽ rất dễ là bị toang, anh em cẩn thận nhá. Vì nó mà bệt nó không ra thì là ốm người đấy anh em. Mình nuôi đến tay thứ 3 mà không ra là mình phải dừng lại anh em nhá. Bầu nào. Ok, 3 con cua này. Wow. 3 con cua, nếu mà nó là cái bầu cua bầu cua bình thường ngoài sẽ là lổ hũ anh em nhé. Còn bầu cua này thì không lổ hũ được cái đấy anh em ạ. Mình vẫn tiếp tục nuôi bầu này và gà rồi, nai rồi, tôm mới về rồi, cá anh em nhé, bầu và cá nhé. Nuôi không về được là anh em phải đánh nhìn 3 con, vẫn dùng cái công thức là 3 con không về là mình phải đánh 2 con anh em nhé. Ok luôn, đó, ăn được cái bầu rồi này. Biết vậy bạch thủ bầu nữa thì có phải ngon không anh em? Bạch thủ bầu nữa có phải ngon không? Giờ bầu à, bây giờ con cá này là con cá mới đây rồi đúng không? Cá, bầu này, tôm. Ok, đánh con tôm này. Tôm là 1 này. Cua mới rồi, nai mới rồi. Bầu rồi, cá rồi. Ok, mỗi con tôm này thôi, đánh 1 mờ tôm luôn anh em. Đó, anh em cứ nhìn 3 phiên gần nhất anh em nhá. Anh em để ý hộ mình 3 phiên gần nhất nhá. Đó, về tôm luôn. 3 phiên gần nhất anh em để ý nhá. Không được, anh em lại nuôi. Đấy, cái cách đánh của cái kiểu đánh này thì mình hướng dẫn anh em như thế để anh em thử áp dụng xem có kiếm được không anh em nhá. Ok, vừa rồi tôm rồi. Thì bây giờ sẽ chuyển ra con gì khan. Con cá lại tiếp tục khan này. Cá này. 1 mờ rưỡi cá luôn, 2 mờ cá luôn này. Cá này, bầu, nai rồi, cua rồi, gà rồi. Thôi đánh bạch thủ cá vậy. Wow, không được anh em ạ, về x đôi tôm luôn. Tôm vừa về x đôi luôn nhờ. Như vậy là mình đã toang ở con cá rồi đấy anh em. 2 mờ cá này, để mình gỡ lại này và xem có cái gì có thể bắt tiếp được nào. Nai về rồi, bầu về rồi, gà rồi, cua. Ok, cua này. Làm 2 mờ cua anh em nhá. Sấp đôi một cái là mình lãi này. Wow, về cá không này thì mình hòa vốn anh em ạ. Thế thì bây giờ mình đánh con cua là hợp lý đây. 2 mờ cua anh em nhá, 2 mờ cua này. 2 mờ cua xem con gì, tôm mới ra, nai, ồ 2 mờ cua, gà, 2 mờ gà luôn anh em nhá, 2 mờ cua, 2 mờ gà anh em ơi.
Ngoài về cua, cua thế thì con gà này mình đánh bạch thủ gà anh em ạ, đánh bạch thủ gà con này luôn, đánh bạch thủ gà anh em nhá, 3M gà luôn đi, bạch thủ gà con này anh em, bạch thủ anh em nhá. Ra gà bây giờ ra ba con gà cái nào ăn dày luôn. Hy vọng ra ba con gà này. Ôi ra một con gà không sao. Ra một gà là mình cũng lãi rồi anh em. Ok rồi, bây giờ điều quan trọng tiếp theo anh em phải soi nhanh là con gì nào. Nai rồi, cá rồi, bầu cua, gà rồi, tôm. Ok, tôm mới rồi đúng không? Bầu. Phát này thì lại nó ra đầy đủ hết rồi ạ. Thôi đánh nhẹ con nai cái này. Đánh nhẹ con nai với lại con tôm hay ra nhiều này anh em này. Đấy, những cái cầu khó thì anh em có thể bỏ qua, anh em có thể đánh nhẹ nhàng nhá. Còn cái cách đánh thì cứ ba cái gần nhất không ra thì em đánh được qua x2 luôn này, mình lãi được 500.000 luôn này. Đó anh em chưa? Như vậy là mình lãi 500.000 luôn này. Cá, gà, tôm, tôm. Con nai, bầu rồi, cua. Ok con cua này. À cua mới đây rồi. Đầy đủ hết các gương mặt rồi anh em. Bầu, cá, cua, tôm, gà. Anh em có thể bỏ qua cũng được anh em nhá. Cái nào phân vân anh em bỏ qua đây để ra cái phiên sau. Ví dụ phiên này mà không có cua là anh em đánh cua được này. Đó, phần này không có cua anh em đánh cua được này. Đấy, cứ ba cái anh em nhá, phiên gần nhất nhá. Bây giờ không chưa có cua anh em có thể đánh 500 cua này. À, bầu về rồi, cá về rồi, gà, gà về rồi, tôm, tôm về rồi, nai. Ủa nai vẫn còn phiên nữa. Ok luôn, thế thì đánh bạch thủ tôm anh em nhá. Đánh bạch thủ tôm mình đánh 1M luôn. Anh em cứ kiên trì đánh theo cái cách này thì chắc chắn là sẽ lãi anh em nhá. Đấy, về cua luôn. Ok anh em, như vậy là mình đã hướng dẫn được cho anh em cái cách kiếm tiền ở bầu cua, cái cách đánh như thế nhá. Thì anh em chú ý là anh em nào mà muốn kiếm tiền ở trò bầu cua mini thì anh em cứ áp dụng cái cách đánh của mình. Anh em cứ ngồi, anh em đánh cứ từ từ, bình tĩnh, không vội, thì đảm bảo anh em là sẽ kiếm tiền được ở cái trò bầu cua mini trong cổng game Bóp Phân nhé. Chúc anh em may mắn, hẹn anh em gặp lại anh em ở những video sau.